Mẹ nghĩ cái món này từ lúc nào ấy? Mình nghĩ cũng phải 2 tuần nay các cháu ạ. 2 tuần các bạn ạ. 2 tuần mẹ mình mới nghĩ là một clip các bạn ạ. Đấy. Vì nó có Covid các cháu ạ. Nên là thôi thì bà các cháu thông cảm, bà cũng cố gắng thỉnh thoảng bà làm một cái để nhớ các cháu. Các cháu đỡ quên bà nhá. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một đĩa bánh gạo tteokbokki sốt tương đen siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa bánh gạo sốt tteokbokki này. Đấy, bà chuẩn bị mấy túi liền này các cháu này. Đấy, trắng ngần rất chi là ngon các cháu ạ. Đấy, đây còn gia vị là nước sốt đây, nước sốt tương đen đây các cháu này. Đấy, lô điền nhẫy, điền xì. Còn đây là hành tomato. Đấy, đấy để bà cho vào cho nó thơm nhá. Vậy còn cả trứng nữa, nhưng mà trứng bà chưa chuẩn bị mang ra đây nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn các cháu nhá. Bà sẽ đi đun nước sôi lên và bà luộc bánh gạo nhá. Sau bà nấu nước sốt rồi bà đổ vào là chén thôi các cháu ạ. Rồi bây giờ bà đi thực hiện luôn là thôi đây bà đi. Các cháu ơi, đây thì bây giờ bà luộc bánh gạo nhá. Rồi đây bà đã đun nước là sôi rồi. Đấy, nó sôi nước rồi. Rồi bây giờ bà cắt túi bánh gạo bỏ vào. Đấy, bà cắt túi bánh gạo bỏ vào luộc. Rồi. Trong em. Bà lấy cái vợt bà sơ lên các cháu xem này, các cháu nhìn này. Wow. Các cháu nhìn này đấy, trắng ngon, rất ngon. Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi, bây giờ bà đậy vung vào và đun sôi độ vài phút nhá, cho chín nhá. Rồi. Đấy. Các cháu ơi, đây bánh gạo tteokbokki của bà nó chín rồi các cháu ạ. Đây bà mở lại. Wow, nó chín rồi. Nó chín rồi các cháu ạ. Bây giờ bà vớt ra nhá. Đấy, bây giờ nó lại đang mưa rồi. Giờ nó lại đang mưa rồi. Bà vớt ra. Thế chết rồi, ông trời lại đang mưa rồi. Các cháu nhìn này. Ui, nó chẳng ngó này. Wow, rất là ngon này. Đấy, bà có chuẩn bị thau nước lạnh nhá. Cháo nước lạnh đấy. Wow. Rất ngon, các cháu nhìn chưa? Chết rồi, nó đang mưa rồi các cháu ạ, nó đang mưa rồi. Nó đang mưa mất rồi. Đấy. Thế có chết rồi, ông trời lại mưa rồi các cháu ạ. Thôi bà. Thì các cháu ơi, bây giờ bà đi nấu nước sốt nhá, mới lại bà luộc trứng nhá. Là bà, sau là bà sốt vào là ăn thôi, thôi đi. Các cháu ơi, thì bây giờ bà bắt đầu đặt chảo lên nấu nước sốt tương đen nhá. Đấy, trước tiên là bà bỏ mỡ vào. Wow. Rồi, bây giờ là bà bỏ hành tomato vào. Bà bỏ nước sốt vào nhá, nước sốt tương đen đây các cháu nhìn này, bà bỏ vào này. Wow, rất là đen, thơm lắm các cháu ạ. Wow, đen nhấy, bà chế tí nước vào các cháu nhá, tráng bát. Thơm nước muối rồi các cháu ạ, ngon lắm các cháu ạ. Rồi bây giờ bà đổ bánh gạo tteokbokki vào các cháu nhá. Đấy, bánh gạo tteokbokki đây các cháu nhìn này. Rồi bây giờ bà đảo đều với sốt. Wow, con cháu nhìn này, đèn nhẫy. Đấy, bà cho nó sủi lên cái.
À, các cháu ơi, đấy, hôm nay là lần đầu tiên bà làm món bánh tteokbokki sốt tương đen này, các cháu ạ. Đấy, hôm nay là bà lần đầu tiên mà làm. À, các cháu ơi, đấy, nước sốt nó sủi chanh chạch rồi, các cháu nhìn này, đấy. Wow, thùm lâm, nguồn lâm các cháu ạ. Wow. Rồi, bây giờ bà sẽ cho ra cái đĩa thôi là thưởng thức các cháu nhá. Đấy, hôm nay là lần đầu tiên mà làm món bánh gạo tteokbokki sốt mì tương với đen. Các cháu nhìn thấy ngon chưa? Thôi, bây giờ bà cho ra đĩa để thưởng thức thôi. Wow, các cháu nhìn này, ôi, thùm thế. Ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Hôm nay bà lần đầu tiên bà làm món bánh gạo tteokbokki sốt tương đen này. Món này hôm nay mà ăn thì thôi rồi các cháu ạ. Wow. Rồi, các cháu nhìn này đấy, trứng bà đã luộc không, bà đã bóc, bà đã chẻ đôi rồi. Đấy, bây giờ bà lát lên đây để sau ăn kèm cho nó ngon nhá các cháu nhá. Wow. Đấy. À, các cháu ơi, đây, thế là bà đã làm xong một khay gạo tteokbokki sốt mì, sốt tương đen này các cháu nhìn này. Đấy, độc nhất vô nhị luôn các bạn ạ. Nhìn nó lạ, lạ. Rồi thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn bánh gạo tteokbokki với bà nhá. Đấy, mình mời tất cả các bạn thưởng thức với mình nhá. Đấy, bây giờ để con múc cho mẹ nhá. Con múc à? Múc có gì luôn. Đói lắm rồi. Mẹ vất vả là mẹ, mẹ ăn trước. Cho Tuấn, cho Tuấn, cho cháu Tuấn. Đấy. Đây, thìa của cháu đây. Rồi con xin nơi to mà. Rồi tí nữa con ăn, con mời các bạn nhá. Có gì đây, gì ơi? Gì đây? À này. Đấy các bạn ơi, lần đầu tiên mình ăn bánh gạo tteokbokki sốt tương đen các bạn ạ. Chưa ăn nhưng mà mình nhìn thấy hấp dẫn đấy các bạn ạ. Đấy, nó kiểu giống mì tương đen mẹ nhở. Đúng rồi. Đấy, đây là bánh gạo của Hàn Quốc các bạn nhá. Ôi trời ơi, thì mọi nó lạ, nó hấp dẫn lạ. Đây hậu đây. Hậu đấy, cháu ngon đấy các bạn ạ. Đấy, vâng. Con mời mẹ, mời gì, mời tất cả các bạn nhá. Tuấn mời bà, mời các bạn đây. Mẹ ơi, con ăn đi. Mời các bạn nhá. Đây các bạn đây. Nhìn nó cứ đen các bạn, đen xì luôn. Nhưng mà ăn không biết thế nào các bạn ạ, lần đầu tiên mình ăn. Răng mình kém rồi, ăn thấy ngon ghê. Ui, nó đúng cái vị sốt của cái mì tương đen luôn các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn bánh gạo tteokbokki với bà nhá. Rồi, con mời. Mình mời các bạn nhá, con mời mẹ, mời gì nhá. Rồi, đấy, các bạn ơi, ăn bánh gạo tteokbokki nhá. Các con ăn đi, các cháu ăn đi. Ui. Được đây các bạn, như này đèn xì luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, sốt là giống mì tương đen các bạn. Bánh gạo như này. Các cháu ạ, cái sốt nó rất vừa vặn, mặc dù bà cũng không cho thêm một gia phụ muối mắm gì cả, nhưng vừa vặn lắm, thơm lắm, đặc biệt các bạn ạ. Ngon lắm các cháu ạ. Các con Tuấn ăn ngon không? Ngon lắm. Tuấn ăn mạnh lên các bạn ạ. Mấy chị gái mình đang cắt lúa ngày mùa, chị gái cùng làm nên bảo ăn này, ăn ngon. Thôi không, thằng thằng hào, thằng coi đó ở cạnh nhà mình luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên lên clip. Ngon không Tuấn? Cùng sát nhà bà các cháu ạ. Rồi. Các bạn ơi, cái bánh gạo này nó mềm mại, nó dai dai mà hòa quyện với lại sốt tương đen các bạn nhá. Ăn nó đặc biệt các bạn ạ. Mình thấy ăn nó cũng khá là đặc biệt so hơn với lại bánh gạo tteokbokki sốt chiêu cay các bạn ạ. Ngồi nó lạ hơn. Nó mềm dẻo lắm các cháu ạ. Còn bánh gạo ăn thì nó vẫn thế, vẫn là bánh gạo tteokbokki các bạn ạ, nhưng mà nó thêm cái sốt sốt tương đen này vào ấy, ăn nó khác lạ, nghe ngon phết các bạn. Các bạn ơi, các bạn thấy mẹ mình sáng tạo không? mẹ sáng tạo. Quá đẳng cấp các bạn. Rồi bà sáng tạo. Các cháu ơi, các cháu mà xem clip này của bà hôm nay thì các cháu nhớ like và nhấn chuông đăng ký giúp bà nhá. Đừng đấy, bỏ quên bà nhá. Ủa, nhớ bổ cho mẹ mình một quả xẻ các bạn nhá. Bổ cho bà quả xẻ để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thôi hết gì, các cháu lên chơi với bà nhá, để thưởng thức món ăn khổng lồ của bà nhá. Đấy, trả lại mẹ mình cũng hiện đá bóng các bạn ạ. Việt Nam vô địch các bạn nhá. Bà chúc các cháu cầu thủ Việt Nam được đá bóng thành công nhá các cháu nhá. Rồi.
Đang xì luôn các bạn. Mẹ mẹ lên. Bà luộc là thế nó đúng tầm các cháu ạ. Nó rèn, nó êm lắm. Các bạn ơi, mình cái này mình vừa ăn vừa nói là mình hơi lưu lưỡi, răng mình nó kém. Bà ăn nó này, răng đẹp xì luôn. Nói chung là cái món này nó lạ miệng. Nó thơm. Đấy. Quá ngon luôn các bạn ạ. Cảm ơn mẹ nha. Mẹ ăn mấy đĩa vào. Cảm ơn mẹ nha. Ăn mạnh đi mẹ ơi. Gì ăn mạnh gì ơi. Ngon quá các bạn ạ. Mì ăn mạnh nha con. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Em mình các bạn nhá. Sao rồi, hơi bị xinh gái luôn. Ngon lắm mọi người ạ. Chị gái mình làm đấy. Ngon lắm các bạn. Em bà Tân Vlog mà. Ngon. Gì mình các bạn ạ. Hậu tôn. Nớn ở đánh đầu. Đây là em gái bà, xinh gái, mỏng mày hay hạt. Mà lại đang độc thân nữa chứ. Các bạn ơi, dì mình năm nay mới qua 18 tuổi thôi các bạn ạ. Mới mọc răng đủ không? Nhưng mà chưa có chồng, nhưng mà con gái đây các bạn ạ. Chán lắm các cháu ạ, chị em nhà bà cứ có bao nhiêu cái đẹp là nó mọc vào người hết. Rồi. Các cháu nhìn có khen cả ngày không chán. Mọi người ủng hộ chị gái mình tí nhá. Không vất vả, đừng cái cắt đua cả đêm. Các bạn nhớ bổ xẻ nhá. Có mẹ nhân gì mẹ nhá. Ngon các bạn, dai dai. Dai dai. Không hết được rồi con ạ. Ăn đi. Mẹ nghĩ cái món này từ lúc nào ấy. Mình nghĩ cũng phải 2 tuần nay các cháu ạ. 2 tuần các bạn ạ. 2 tuần mẹ mình mới nghĩ là một clip các bạn ạ. Thế vì nó có cái Covid các cháu ạ. Nên là thôi thì bà các cháu thông cảm bà cũng cố gắng thỉnh thoảng bà làm một cái để nhớ các cháu. Các cháu đỡ quên bà nhá. Cơ bản là các bạn bảo là mẹ mình dạo này bỏ YouTube rồi à, nên là vẫn phải làm các bạn ạ. Do dịch nên là cũng hạn chế làm clip các bạn ạ. Đấy. Thì không tụ tập được, đứng chỗ nào phải yên chỗ đấy các cháu ạ. Không đi lại. Mẹ ơi. Con từ đấy ăn nhiều không mẹ ạ? Con nhớ này chứ. Thì nhớ chưa? Nhưng mà cái này món này các bạn ăn nó lạ mồm cũng ngon đấy các bạn ạ. Ít này tối không, ăn tiếp. Không ăn được nhiều các cháu ạ. Đấy, ăn không hết được. Đây còn tí bà lại vào tối lại cho Hiệp nữa là hết các cháu nhá. Tối mà ra lẫn mạ vào lại ăn. Gì ăn mạnh lên. Gì ăn mạ. Thì các cháu ơi. Đấy, thế là bà mấy mẹ con nhà bà mấy em gái nữa cũng không ăn được cái đĩa khay bánh gạo tteokbokki đâu các cháu nhá. Tốt, vẫn còn. Tương đen các bạn. Tốt tương đen. Vẫn còn ít nữa. Tối ăn tiếp thì, các bạn. Các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi, thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì cho bà một đăng ký kênh và một like nhá. Để nhớ bà nhá, để đừng quên bà nhá. Rồi thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào các bạn nha.